Em mong muốn một người vợ tương lai của mình là người như thế nào? Em thì em mong muốn một người vợ tương lai nhất là ở gần gần chỗ em ở. Rồi. À, để tiện bề qua lại thăm nom hai gia đình, chăm sóc gia đình. Rồi. Với lại phụ nữ hiền và chịu khó, chứ đừng có gọi là sống thực tế chứ mình đang có, đừng có đua đòi quá. Điều gì em không thích ở người phụ nữ? Em biết nhất là giả dối. Đừng nói với phụ nữ, luôn cả nam cũng vậy, nếu mà người nào giả dối xạo với em thì em không bao giờ chơi với người đó nữa. Rồi, chị hiểu rồi. Còn em, khi một người đàn ông của mình thì lúc nào nó cũng phải là giống như là một soái ca vậy đó. Nhưng mà đối với hiện tại của em á, thì em vẫn mong muốn cái thực tế hơn. Cứ nhớ đó là cái người đó có yêu thương con của em thật lòng. Cái thứ hai, cái người đó phải có tâm về mọi mặt. Cái thứ ba là đảm bảo về tài chính với mẹ con em. Và cái điểm mà là người phải thuộc miền Nam. Miền Nam, rồi. Nãy giờ tư duy anh này chị đang phản bác rồi. Bây giờ tới phiên em, chị cũng phản bác em một chỗ thôi. Là em tìm người có tâm, chị đồng ý. Tìm người đảm bảo được tài chính, chị đồng ý. Nhưng mà cái khoản tìm người yêu thương con mình thật lòng, chị không đồng ý. Tại sao? Mọi thứ nó chỉ có một giá trị tương đối chứ nó không cần một tuyệt đối. Em hãy tìm một người yêu thương em thật lòng và người đó là người đạo đức. Còn em không thể đòi hỏi người một người đàn ông nào mà yêu thương con em y như yêu thương con của họ. Không có. Chị trả lời để sau này em khỏi bị tổn thương, em khỏi chờ đợi. Rồi. Có nghĩa là nếu người ta yêu thương em thật lòng, tự nhiên người ta sẽ muốn làm em vui, tự nhiên người ta sẽ muốn lo hết tất cả mọi thứ cho em. Và người ta là một người đạo đức. Đạo đức ở đây là người ta hiếu kính với cha mẹ của người ta, người ta cư xử với mọi người xung quanh từ cái tâm, đó là cái đạo đức. Đạo đức nó xuất phát từ giáo dục gia đình và môi trường của xã hội, hoàn cảnh sống xung quanh. Thì khi họ có đạo đức và họ yêu thương em thì họ sẽ yêu thương con của em. Không riêng gì con em mà ai họ cũng sẽ yêu thương, bởi vì họ có cái trái tim nhân hậu hoặc là họ có cái tâm. Còn thật sự trong lòng mà mình muốn họ yêu thương con mình yêu như con ruột của họ thì cái đó chỉ là nói bên ngoài thôi, trừ một vài trường hợp nó đặc biệt muốn vớt cuộc đời nhau gì đó, một cái vài cái câu chuyện mà chị đã từng nghe từng thấy thì ở đây mình không kể nó mất công. Nhưng mà bình thường chỉ cần người đó yêu thương mình thật lòng, là người đạo đức và có trái tim nhân hậu là ok rồi. Thí dụ như em lấy một cái người mà người ta đã gãy đổ, người ta có con cái rồi, có thể là hai chồng thương lượng thích có con nữa thì có, không có thì thôi. Nhưng thật sự nếu em lấy một người mà ta chưa có con, em cũng không thể ích kỷ là tôi chỉ vậy để nuôi con tôi không muốn đẻ cho anh. Thì cái đó gọi là người ta con ta đâu. Rồi em muốn anh coi con em như con anh đi, khỏi đẻ nữa, thì cái đó là nó hơi ích kỷ nghiêng về phía mình. Mọi chuyện còn ở tương lai, chưa biết em sẽ lấy một người chồng như thế nào. Nhưng đừng đặt nặng quá một cái vấn đề là tôi phải tìm ai thương con tôi mới thương, đừng có như vậy quá thì. Nhưng mà cái người mà không có đạo đức á, và qua cách thể hiện, dù khi trước mặt em yêu thương chăm sóc nhưng mà sau lưng em coi cách người ta ứng xử với bạn bè gia đình người thân mà gọi là không có đạo đức thì em đi là vừa. Em hiểu ý gì nói không? Nha, chỉ chỉnh lại cho nó xíu chứ không có một cái giá trị tuyệt đối, nó chỉ cần tương đối thôi là được rồi. Đừng quá cầu toàn trong cuộc sống. Nha, nhưng quan trọng phải tìm một người đàn ông có đạo đức. Nha em nha. Không có đức mặt sức mà ăn nha cưng, không có đạo đức là thua. Vậy thôi. Còn giàu có hay nghèo khổ hay hoàn cảnh gia đình hay là độc thân hay đổ vỡ gì đó mình không biết được, miễn trái tim mình nó rung động chạm được cảm xúc của mình thì mình đó là cái nhân duyên của mình thôi nha. Cảm ơn chị. Chị nghĩ chị nói là em tiếp thu liền á, nhưng mà bên này không có tiếp thu chị liền đâu. Ok rồi, bây giờ thì mình sẽ mở rửa trái tim ra nha. Dù sao ngày hôm nay chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, quyền quyết định là của các bạn, nhưng theo format chương trình thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau đó. Xin mời hai bạn. Chúng ta có thể tặng quà cho nhau, làm kỷ niệm, trao đổi vài thông tin. Hôm nay em đến chương trình có món quà tặng bạn. Cảm ơn anh nhiều. Em cũng có một cái món quà nho nhỏ gửi anh. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng ăn trưa với nhau ha, trò chuyện với nhau vui vẻ. Mình có thể có thêm những người bạn trong cuộc sống cũng rất là tốt. Xin mời. Mời hai bạn thưởng thức món cháo cá lăng tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương nha. Nhìn hấp dẫn quá, đang sôi rồi. Mời các bạn ăn trưa ngon miệng, trò chuyện với nhau vui vẻ nha. Một chút xíu chị Tường sẽ quay lại. Mời hai em. Cảm ơn chị. Em mời anh nha. Cảm ơn em nhiều. Anh nói anh đang công tác ở đâu nhỉ? Anh làm việc ở gần chỗ nhà anh luôn, là khu xuất lên cho một. Là gần chỗ làm đại học á hả anh? Đúng rồi, là gần là đại học thôi, 55. Đáng lý là thường đám hỏi xong á, là phải có cái thôn chứ. Thì ra lúc nãy em cũng nói với anh rồi là do em thông cảm với cái hoàn cảnh và công việc của bạn.
Tại đó thì chạy lái xe của gia đình cho nên là cái thời gian ở nhà nó hơi bị ít. Thì em nói là cái giai đoạn đó là bạn đó là tranh thủ chạy chuyến xe để mà kịp mà tới ngày cưới á. Thì mình thống nhất với nhau á là cái ngày cưới xong là cái em sắp xếp được công việc rồi được nghỉ phép, bạn nó cũng được nghỉ, thì hai đứa sẽ cùng nhau làm giấy. Thì mình em mới ok đợi em đợi em cái đợi đó là chừng... cái tư tưởng đó, cái là cái người nào đề xướng lên cái đó, nói chung gia đình bên đó. À bên đó hả? Vậy là thì ra là vậy rồi, sau khi xong xong cái đó đi, ví dụ như giờ xe về xong rồi thì vẫn đi kết hôn được mà. Dạ đúng rồi, thì em hối em cũng hối thúc thường xuyên luôn. Nhưng mà họ viện rất là nhiều lý do, nhưng mà cái lời nói của người lớn thì mình cũng không có tới giờ mà vậy, nên là mình nghi ngờ. Cũng nghi ngờ nhưng mà không có đến nỗi mức độ nghiêm trọng. Cái người bạn của em thì sao? Người bạn ấy thì cứ nhớ, thì nói chung bạn đó thì nghe lời gia đình hơi bị nhiều. Rồi vậy là chắc là bị sắp đặt của gia đình rồi. Nói chung mà cái lý do riêng của họ em không có đào sâu. Mình không biết lý do của người ta. Dạ đúng rồi. Coi như cái đó coi như là theo anh thấy là coi như cái một cái vấp ngã của em. Thiệt vậy, em. Coi như là em chấp ngã thì anh cảm thông vậy. Ok. Sao chị vui không? Dạ vui chị. Ăn ngon không? Cũng hôm nay chị ra ngoài chị thấy là có mẹ em đi theo đúng không? Bây giờ chị mời mẹ của em vào để chị hỏi thăm vài câu nhé. Dạ mời cô. Chào chị Cát Tường. Dạ. Dễ thương. Chào bác cả các bạn ở trường quay. Dạ. Nãy giờ cô nghe Cát Tường với hai bạn đây trò chuyện thì cô có suy nghĩ, có cảm nhận gì không cô? Cô chia sẻ vài câu nha. Thì cô cũng vui chứ không có gì hết. Cái hoàn cảnh của con mình thì mình cũng biết rồi. Người mà độc thân thì khó chấp nhận, đó là cô cũng đồng ý. Mà tại vì giờ cũng xin nói thêm á là cũng không có quen ai là với họ, nó lớn lên rồi với nó cũng ngó lên lắm, khó lắm là ngó lên, cũng muốn người đó cũng phải là học thức bằng mình rồi cũng phải đẹp trai, nên cuối cùng là nên là đã tới tuổi không quen được thì cái người đó là mới là giới thiệu cái người quen của ba mới giới thiệu bạn mà mới có 30-32 tuổi mà làm giống như là cái gì. Ba cũng lớn tuổi rồi, ba cũng thích cháu đó rồi nói đó thì lúc đó là mai mối thấy được quá cái tới luôn. Gái nữa là cái để hai ba đứa của xong thì muốn phải làm luôn nhà toàn ở đây. Xong là gia đình thì sẽ quan trọng từ kết hôn quá à. Đám cưới mấy trăm người chứng kiến là được rồi. Bên ông xuôi nói vậy á. Nói với chị luôn á hả? Nó thẳng với luôn, cô luôn á. Thẳng luôn á, gia đình ở đây xong là quan trọng từ kết hôn quá vậy. À, đám cưới mấy trăm người chứng kiến là được rồi. Bên đây là xanh ba bốn đứa mới nhà mới làm kết hôn không à. Rồi là cô không biết nghĩ sao, cô cũng không biết kiến luôn thì về là anh Trinh về làm dâu nữa, còn y như tôi đánh quỵt nó thẳng vậy là mấy tháng là bỏ cổ chạy lấy người. Giống như hồi nãy tôi cũng chia sẻ với em rồi đó, mọi thứ bây giờ là có gia đình nè, có con cái, coi như có đứa con, trời tuyệt vời nha em. Mai mốt ha, 10 năm nữa đi ha, giống như chị ha, nó bắt đầu bây giờ mới nhiêu, bây giờ là 32 hả? Dạ. Rồi 12 năm nữa ha là bằng chị bây giờ, là lúc đó con gái 18 tuổi bằng con chị giờ luôn, tuyệt vời, không có gì sung sướng bằng có đứa con gái là tài sản đúng không cô? Không, bây giờ không gấp gì trơn á em, thư giãn thả lỏng đúng người thì mình tới. Thả lỏng giống chị nè, thả lỏng này thì cũng không lên, tại vì cô cứ kêu đăng ký đi đây, thấy lên đây là thấy có nhiều người cũng rất là chuẩn đàng hoàng nữa, là cái số đó gia đình cũng không chịu đi. Dạ hôm nay cũng là cái vui thôi. Thôi thì mọi thứ giống như là Tường chia sẻ nãy giờ, nó nợ nhân duyên, ông trời cũng sắp xếp hết trơn rồi. Và Tường thấy là hôm nay là em không có gì phải buồn hết nha. Chị nghe những cái là chia sẻ, có cơ hội ra ngoài kể được câu chuyện của mình ra là mình cởi mở, mình cũng nhẹ lòng mình hơn. Rồi một ngày không xa thì tình duyên cũng sẽ đến với tất cả hai bạn luôn. Bây giờ em là có mẹ bên cạnh là quá tuyệt vời rồi. Rồi thôi mời đứng lên luôn đi cưng. Mời gia đình, hai gia đình đứng lên đây, hai mẹ con bên đây nha. Hôm nay thì làm mai thì không thành công rồi quý vị. Dạ khi mà mình đã biết không thành công rồi thì Tường cũng rất là vui thôi ạ. À, giống như là bạn trai chia sẻ, thà như lúc đầu cho nó rõ ràng, đó cũng là một cách mà mình tôn trọng lẫn nhau, đó là cái quyền, đó là cảm xúc của các bạn, những người đăng ký tham gia chương trình. Thay mặt chương trình tặng cho em nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Dạ cảm ơn cô đã dành thời gian đến để chia sẻ với chương trình. Rồi cảm ơn em luôn đã đến với chương trình và chị cũng hy vọng rằng em cũng sẽ tìm được một người đúng như mình mong muốn. Hơi buồn một chút nhưng kết quả Tường thấy như vậy nó cũng rất là nhân văn thưa quý vị. Và hy vọng chương trình này phát ra thì cũng sẽ có nhiều người đồng cảm cho cả hai người tham gia chương trình ngày hôm nay. Nếu như quý vị đang theo dõi như Tường chia sẻ thì nãy giờ, mình có yêu thích là mình muốn có những cái thông tin để mà tìm hiểu về hai bạn này thì cứ liên hệ với chương trình quý vị nha. Và bây giờ nha. Dạ em tên là Đào Minh Tùng, em sinh năm 1997 ạ. Hùng hả em? Dạ Tùng ạ. Tùng hả? Sinh năm 97 dạ. Trẻ quá vậy Tùng, rồi chừng nào định lấy vợ đây? Dạ em muốn kết đôi với nam đó chị. À vậy thì chắc là cái hồ sơ này mình rồi
Ok, em là top hay là bot? Dạ em làm bot. Ok, tại vì bên chương trình bạn muốn hẹn hò thì mình không có ghép đôi cho các bạn LGBT, cho nên là chắc là bên chị sẽ chuyển cái hồ sơ của em qua chương trình hẹn ăn trưa. Em biết chương trình đó không? Dạ em không có tìm hiểu nữa, tại em bạn em chỉ em có chương trình này nữa. À thôi vậy đi ha, tại vì ok tại cái chương trình mình họ không có ghép đôi cho các bạn bên đó, nên là chị sẽ chuyển hồ sơ của em qua bên đó rồi sản xuất gửi cái này qua bên cho hẹn ăn trưa giùm chị để mà gọi bạn Tùng đi cáp bên đó giùm chị nha. Ừ nha nha Tùng nha. Ừ cáp bên kia thì mình mới mới có các bạn top để mà ghép đôi cho em được, còn bên này mình không có ha. Rồi xin lỗi Tùng nha, rồi em chắc anh chờ cái thông tin của bên chương trình đó giùm chị ha. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Ừ. Em chuyển cái này qua bên hẹn trưa giùm chị nha. Ừ. Ok. Nghe rõ. Mà sao mà bên bên kia không thấy bên kia nhỉ? Đúng rồi, chứ còn muốn thấy tụi tôi làm chi? Bây giờ mình chỉnh cái camera lại cho chị đàng hoàng nè, tại vì tụi chị. Dạ đây là một buổi casting mà muốn hẹn hò thôi, sao anh cười dữ vậy? Thì vui hả? Nó thì bữa cười vui chứ sao? Mà vụ gì mà để anh vui dữ vậy? Rồi, đây là một buổi casting bạn muốn hẹn hò. Thì chủ yếu là khi anh coi chương trình bạn muốn hẹn hò ra đó lên là chủ yếu mình sẽ là người tự nói chuyện và giới thiệu về thông tin họ tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình, về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu thông thường luôn ha. Thì bây giờ anh giới thiệu lại giúp cho em để em coi cách anh nói chuyện như thế nào á. Mời anh. Họ tên Hoàng Đình Công 1991. Công việc hiện tại mới đi tàu biển về. Làm cái gì tàu biển anh? Hàng hải á. Dạ Làm bên hàng hải á. hàng hải hả? Hàng hải. Tại anh để cái mic lên chút xíu tại vì em không có nghe được, nó bị nó không rõ. Làm bên hàng hải á. Làm hàng hải ha. Rồi anh hiện tại anh đang sống ở đâu? Đang ở Hà Tĩnh. Rồi Hà Tĩnh. Rồi ví dụ như bây giờ từ Hà Tĩnh bay bay vô Sài Gòn để mà ghi hình được không? Cũng biết được, nếu sắp xếp được sớm sắp xếp được công việc. Nếu ví dụ như trong vòng khoảng 3 ngày thì 3-4 ngày thì anh sắp xếp được đúng không? Anh bay vô liền được đúng không? Chắc chắc được ạ. Rồi ok. Hiện tại cho em biết là mức thu nhập của anh hiện tại bây giờ là bao nhiêu ạ? 15 đến 20 triệu. 15 đến 20 triệu rồi. Bây giờ anh giới thiệu cho em về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi, nhưng mà mình có tài lẻ nào không anh? Ca hát nhảy múa. Tài lệ. Chả có tài lệ gì cả. Vậy thì vừa về tính cách của mình như thế nào nè, điểm mạnh, điểm yếu. Điểm bình thường, chả có gì mạnh mẽ yếu chứ cả, Không, cái bình này thường không rồi. được. Ví dụ như anh gặp bạn gái nha, tự nhiên hỏi ủa giờ cái gì mình khiến anh khiến cho tôi thu hút, thì anh nói anh bình thường ghi là không có là người ta chạy luôn á. Anh phải nói gì nè, ví dụ như cái điểm mạnh ở nhà anh biết nấu ăn không? Có Đó là những cái điểm mạnh nhất của đàn ông, tại vì có nhiều người đàn ông họ không thích nấu ăn đâu, không đụng vô đâu.
Đâu, anh ấy đơn giản mà, có gì đâu. Bây giờ anh nói lại giúp em về cái điểm mạnh của anh, về tính cách của anh, từ ở trong công việc và Tính cách với vẻ hòa đồng nhưng mà ít nói, hay cười. nói nè, hai cười nè, còn gia đình thì sao nè? Gia đình bốn anh chị em. No, no, no. Ý là anh là một, có phải là người đàn ông có gia đình không? À, gia đình à, anh đang độc thân nhưng mà ly Ý hôn em rồi. là anh biết nấu ăn không á? Có Anh biết nấu ăn nè. Anh có thích chăm sóc người khác không? Chăm sóc người khác ha, còn điểm yếu của mình là gì? Anh có hút thuốc không? Có chơi cờ bạc không? không thuốc có hút nhưng mà hút ít Ngày một ngày cai thuốc không? cỡ 3 ngày một gói. Còn ngày gói thuốc anh có uống rượu bia không? Ba ngày một gọi thôi, ngày gọi có mà phổi hư mất. Trời, có người ngày hả, ngày gói hút đến 60 tuổi chưa gì. Rồi mình 2 3 ngày một gói là được rồi, hút về cho nó biết rồi thôi. Vậy thì về tình trường anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Ba mối tình Dữ vậy? Gì cười dữ vậy? Bây giờ anh kể cho em, trong ba mối tình đó, cái mối tình nào anh cảm thấy ấn tượng nhất? Không phải là tập quá. Đang casting đợi sao? Trong ba mối tình đó, mối tình nào anh cảm thấy ấn tượng nhất? Mối tình thời hay sinh viên Rồi, anh kể cho em nghe mối tình thời sinh viên đi. 3 năm Anh quen quái như thế nào? Rồi lý do hai người tại sao lại chia tay? cạnh độ đi sao lúc nào gặp trực tiếp với nó hỏi nói dễ hơn hả? Không phải, tại vì cái này em đang hỏi về cái thông tin của anh luôn đó. À, thế hả? Chứ làm sao gặp trực tiếp được, em đâu có bay lên lên Hà Tĩnh gặp anh được trời. Là anh bữa nay anh bay vào đội gặp lên nãy đi nói trực tiếp luôn. Không 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 được, cái này em phải hiểu rõ để em kiếm cái cho anh đó. Rồi, mối tình thứ nhất anh quen quái như thế nào nè? Em được nắm chia tay. Rồi, quen như thế nào, anh gặp quái ra sao lại quen được 1 năm? Quen thôi. Alo. Alo. Rồi. Rồi, vậy thì cái mẫu bạn gái hiện tại của anh đó, mẫu bạn gái hiện tại anh mong muốn là gì về ngoại hình đi? Là không 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 béo. Cao mét bao nhiêu được anh? Thông thường sáu hai không sáu lắm chứ làm được mất mụn được mà 1m65 đúng không? Rồi, sống ở đâu thì được nè? ở miền Trung. Miền Trung. Rồi, tuổi tác là như thế nào được anh? Mình tạo cái tầm khoảng từ 94 đến 90 gì đó, tầm khoảng đó. Nghề nghiệp cô ấy là thất nghiệp được không anh? Anh lo cho ấy được không? Hả? Cô ấy thất nghiệp được không? Tốt nghiệp là sao nhỉ? Không hiểu nhỉ? Là không có công việc luôn á, lỡ nhà luôn á. À, bình thường được, lo được. Trời. Ok, thất nghiệp được ha. Rồi, đây là một buổi casting, bạn muốn hẹn hò thôi. Thì nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có một người làm việc với anh sâu hơn ha. Rồi, ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Buổi phỏng vấn của mình xong rồi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.